Chào các bạn, hiện tại trên tay mình đang là Bphone bản thương mại và ngay bây giờ thì mình sẽ thực hiện clip mở hộp và trải nghiệm nhanh sản phẩm này xem là có gì khác biệt so với Bphone bản thử nghiệm trước đây hay không. Các bạn có thể thấy là mặt trước thì chúng ta sẽ có hình ảnh của sản phẩm và các cạnh bên sẽ là logo của Bphone. Mặt sau thì tương tự như là nhiều dòng sản phẩm, chúng ta sẽ có những thông tin cơ bản về cấu hình như là màn hình Full HD, chip Snapdragon 801 xung nhịp 2.5, RAM 3GB, hệ điều hành iOS Android 5.1 và nhiều tính năng khác như là Bluetooth, GPS, v.v. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện mở hộp sản phẩm này. Đây là chiếc Bphone bản thương mại, sản phẩm gây xôn xao suốt thời gian qua. Chúng ta hãy tạm thời để nó qua một bên. Ngay bên dưới thì chúng ta sẽ thấy có logo của Bphone, xem là bên dưới sẽ có những gì. Một cái hộp chữ nhật màu trắng và trong hộp này thì các bạn sẽ có một cái que chọc sim, một cuốn sách hướng dẫn và chúng ta đặc biệt là sẽ có một cái thông cáo nhỏ và trên thông cáo này sẽ lưu ý với chúng ta rằng đây là bản Bphone chưa được hoàn thiện về phần mềm và nó sẽ được cập nhật trong một thời gian ngắn sắp tới. Còn đây là các micro USB, các bạn có thể thấy là một bên thì chúng ta sẽ có một lỗ hổng nhỏ và một bên còn lại sẽ là logo của Bphone. Như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta phân biệt được chiều cắm USB. Và đây sẽ là một cái tai nghe màu trắng luôn và chúng ta sẽ có nút tăng giảm âm lượng trên tai nghe. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái củ sạc WeChat 2.0. Các bạn có thể thấy là ở phần cắm cáp micro USB thì chúng ta sẽ có màu xanh dương. Và đây là ký hiệu của dòng sạc nhanh. Như vậy thì thay vì sạc thường cho phiên bản 16GB, đây có thể xem là một sự bù đắp của Bphone dành cho người dùng khi chậm trễ giao hàng. Quay trở lại với chiếc Bphone phiên bản thương mại của chúng ta, cảm nhận đầu tiên của mình khi cầm chiếc máy này trên tay đó là chất lượng gia công tốt hơn bản thử nghiệm. Các chi tiết trên máy cũng khít hơn và khớp với nhau hơn. Mặt trước và sau của máy thì đều được gia công từ kính cường lực, chống chày xước rất là tốt, sang trọng nữa. Tuy nhiên thì nó không trơn láng như những mặt kính thông thường mà theo cảm nhận của mình thì là nó hơi rít. Lớp kính này cực kỳ dễ bám dấu vân tay, chỉ một vài thao tác chạm nhỏ thì trong mặt kính đã khá là bẩn. So với bản thử nghiệm thì loa đàm thoại phía trước đã có màu sắc đen hơn, đồng bộ hơn với mặt kính đen tuyền. Khung viền kim loại của máy cũng khá cứng cáp, cảm giác cầm trên tay rất là chắc chắn. Tuy nhiên khung viền này lại là loại sần và nó không trơn láng, không được thoải mái lắm. Bù lại thì Bphone cho cảm giác cầm trên tay khá là nhẹ. Và mặc dù Bphone có độ dày mỏng, nhưng camera của Bphone hoàn toàn không lòi ra một chút nào hết. Tưởng là hoàn hảo nhưng lại không phải hoàn hảo, bởi vì khi quan sát kỹ thì các bạn có thể thấy là chiếc camera nhiều thấu kính này lại không đồng tâm với nhau, hơi lệch một chút. Và mình không biết là tình trạng này có phải là tình trạng chung của tất cả những chiếc Bphone bản thương mại đợt hàng này hay không, hay là chỉ xảy ra trên một số máy. Nhưng riêng với chiếc máy trên tay mình thì các bạn có thể thấy rõ ràng là camera của máy không đồng tâm. Và đặc biệt là trên mặt lưng phía sau này, các bạn sẽ thấy hàng chữ Made in Việt Nam. Như vậy thì sau rất nhiều đồn đoán, xác nhận một lần nữa chiếc máy này được sản xuất tại Việt Nam và là hàng chính chủ. Các phím bấm trên Bphone có độ nổi vừa phải, không lỏng lẻo và rất là vừa tay, cảm giác bấm vào thì khá thoải mái. Chỉ có điều việc đặt nút nguồn ở cạnh trái như thế này vẫn là một điểm trừ cho Bphone. Ba phím điều hướng cảm ứng được đặt bên ngoài màn hình có độ sáng thấp và trong điều kiện trời trưa nắng như hiện tại thì hầu như là mình không thể nhìn thấy rõ. Có lẽ là trong điều kiện trời tối, ánh sáng kém thì các phím bấm này sẽ sáng hơn và chúng ta sẽ dễ thao tác hơn. Và bây giờ thì mình sẽ thử trải nghiệm giao diện của Bphone bằng những cái thao tác đơn giản trước. Có thể thấy là các thao tác chạm lướt khá là mượt mà, mặc dù lúc này máy đang chạy đa nhiệm trên nhiều cửa sổ. Và khi vuốt từ trên xuống, chúng ta sẽ có thông báo trạng thái với nhiều thông tin và có cả chế độ tiết kiệm pin. Còn khi vuốt từ dưới lên thì chúng ta sẽ có thể kích hoạt nhanh nhiều ứng dụng như là trình chơi nhạc, camera, đèn flash. Hoặc là các bạn có thể tùy chỉnh màn hình, độ sáng màn hình hoặc là các cái chế độ của máy như là chế độ máy bay chẳng hạn. Và chiếc máy của chúng ta thì đang chạy trên hệ điều hành iOS được tùy biến từ Android 5.1 mới nhất với khá nhiều tùy biến thú vị mà có lẽ chúng ta sẽ khám phá nhiều hơn trong bài đánh giá tiếp theo. Như vậy thì mình vừa hoàn thành bài mở hộp và có những cảm nhận đầu tiên về chiếc Bphone phiên bản thương mại. Và cuối cùng xin cảm ơn Diễn đàn Tinh tế đã hỗ trợ sản phẩm để S Channel có thể thực hiện video này. Nếu cảm thấy video hữu ích đừng quên like và subscribe S Channel. Xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.